Quý vị thấy tiếng súp không ạ? Đây là tiếng súp không nhé. Vâng, chào quý vị. Ngày hôm nay chúng ta có một sản phẩm mới gia nhập vào gia đình của thương hiệu BIK. Và nói đến thương hiệu BIK thì chắc hẳn là quý vị cũng đã biết đây là một thương hiệu rất nổi tiếng và đình đám tại Nhật Bản rồi phải không ạ? Và cập bến tại Việt Nam thì những sản phẩm của BIK đang được rất ưa chuộng tại Bảo Châu Elec và Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta có một sản phẩm mới và rất là vui Hữu Duy ngày hôm nay có thể làm một video để giới thiệu và review đến quý vị một dòng súp hơi quý vị nhé. Súp hơi. Súp hơi ở của BIK thì quý vị cũng đã biết đến những dòng súp kép rồi phải không ạ? Súp kép nhưng mà chưa có súp đơn phải không? Đó, súp kép thì mới chỉ có là W66 này hay là W88 thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có một dòng súp hơi đơn đến từ thương hiệu BIK Bass 30 với mã là W35. Đó, vâng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về dòng súp hơi mới của thương hiệu BIK W35 này quý vị nhé. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đánh giá về thiết kế của dòng loa súp hơi mới này quý vị nhé. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ phải nhìn thấy ngay đó là mặt e-căng. Rất đẹp phải không ạ? E-căng được làm bằng vải cao cấp này. Cùng với đó là logo BIK được điêu khắc CNC đặt ở chính giữa. Vâng. E-căng được bằng vải này, cũng như là phía vỏ. Vỏ được làm bằng gỗ ép, gỗ MDF quý vị nhé. MDF cao cấp, cũng như là để xem nào, ở phía bên hông. Phía bên hông thì chúng ta cũng sẽ có tay cầm, tay sách hai bên. Hai bên tay sách để có thể dễ dàng hơn trong việc di chuyển. Đây là một dòng loa Bass 30 cho nên là kích thước của nó cũng không phải là quá to. Và cân nặng thì cũng không phải là quá nặng cho nên chúng ta cũng khá là dễ dàng trong việc di chuyển. Mà có thêm hai tay sách này nữa thì việc di chuyển lại càng dễ dàng hơn. Ok, đó là về mặt xung quanh này. Còn mặt sau thì sao ạ? Đây, mặt sau thì chúng ta cũng sẽ có một khung. Đó, một khung của những cái thông số hay là những cổng kết nối. Thì bởi vì là dòng súp hơi cho nên là chúng ta cũng sẽ có hai cổng speaker dùng để một cổng input và một cổng để link quý vị nhé. Cũng có thông tin cơ bản BIK BGW35, đây là mã của sản phẩm. Đó, và cũng có những hướng dẫn đấu nối của đầu Newtrick để chúng ta có thể kết nối vào những cổng input, có cả mã QR để quét mã vạch sản phẩm quý vị nhé. Ok. Đó, vâng. Và đó là về thiết kế của dòng loa BGW35 súp hơi này. Còn về thông số thì sao ạ? Chiếc loa của chúng ta sở hữu củ bass có đường kính là 30cm sẽ tạo ra mức công suất RMS là 350W và program là 700 và đặt mắc lên tới 1400W quý vị nhé. Vâng, sẽ có giải tần số đáp tuyến là từ 28Hz cho tới 800Hz. Đó, vâng. Và chiếc loa của chúng ta có cân nặng là 17kg quý vị nhé. Đây là một dòng loa cực kỳ thích hợp cho những không gian gia đình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì không gian gia đình kích thước cỡ nhỏ và vừa cho tới lớn nhé. Chất âm của những dòng loa súp thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết rồi, nghe nó sẽ chắc hơn và nó sẽ dày dặn hơn so với những dòng súp điện. Nhưng mà nó cần phải tốn công suất đúng không ạ? Chính vì thế mà nó cực kỳ hợp với những dòng cục đẩy 3 kênh của BIK. Đấy, vâng, cục đẩy 3 kênh của BIK chúng ta có mẫu 600W và có mẫu 800W thì đều đánh tốt cho chiếc loa súp hơi của chúng ta. Chiếc loa súp hơi của chúng ta RMS có 350 thôi, 600 hay 800 đều có thể đánh tốt cho chiếc loa này. Cho nên với một chiếc loa súp hơi Bass 30 như thế này có thể sử dụng cực kỳ tốt cho những không gian gia đình từ 20 cho tới 40m2 dùng thoải mái quý vị nhé. Với những không gian đã quá quen thuộc với việc dùng súp điện rồi, chúng ta muốn thay đổi, chúng ta muốn dùng một sản phẩm nghe nó hay hơn, chắc hơn thì quý vị có thể sử dụng một cục đẩy 3 kênh quý vị nhé. Cục đẩy 3 kênh kết hợp cùng với một đôi loa full của BIK chẳng hạn, và kết hợp cùng với đó là một chiếc súp hơi của BIK để đồng bộ đôi hai kênh đầu để đánh một đôi loa full, còn kênh thứ ba để đánh súp, rất là hợp lý và tiện phải không ạ? Và đó là chức năng về thiết kế hay là về thông số của dòng loa ngày hôm nay. Vậy thì còn tiếng thì như thế nào? Bây giờ thì Hữu Duy sẽ mở một số những đoạn nhạc remix hay là bolero hay là rumba để chúng ta có thể test thử chất âm của chiếc súp hơi này quý vị nhé.
Dạ vâng thưa quý vị, và bây giờ Hữu Duy sẽ tiến hành test thử chất âm của chiếc súp hơi này quý vị nhé. Và Hữu Duy sẽ sử dụng thứ nhất là một đôi loa full range BIK BSP41025 mã, kết hợp cùng với đó là một chiếc cục đẩy 3 kênh để có thể sử dụng quý vị nhé, VM630A. Hai kênh đầu để chúng ta đánh một đôi loa full và kênh sau để chúng ta có thể đánh chiếc súp hơi này. Đó. Và Hữu Duy sẽ sử dụng một chiếc vang số BIK BPR5600 để đồng bộ BIK với nhau. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử một số những bản nhạc remix và rumba quý vị nhé. Quý vị thấy tiếng súp không ạ? Dạ vâng quý vị, và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau nghe thử những bản nhạc để có thể thấy được chất âm chắc nịch của dòng loa súp hơi Bass 30 V35 của thương hiệu BIK rồi, nghe rất là chắc tiếng phải không ạ? Thật sự thì máy thu nó không thể nào mà thu được trọn vẹn tiếng súp, cho nên nếu quý vị có thời gian thì xin mời quý vị hãy đến trực tiếp showroom của Bảo Châu Lex để trải nghiệm chất âm của chiếc súp hơi này. Thông qua máy thu hay là qua tai nghe thì nó cũng chưa thể nào phản ánh tất cả chất âm đâu quý vị nhá. Đó, phải trải nghiệm thực tế trực tiếp thì mới có thể thấy được rằng là nó hay đến cỡ nào. Và hiện tại đối với mẫu súp hơi BIK BGVK35 của Bảo Châu Lex đang phân phối thì đang có mức giá bán là 7.290.000. Và nếu quý vị yêu thích một dòng súp hơi nhỏ gọn uy lực như thế này thì quý vị hãy để lại số điện thoại của mình ở phía dưới comment. Bảo Châu Lex với thương hiệu 20 năm, chúng tôi có 11 cơ sở trên toàn quốc. Khi quý vị mua hàng, quý vị sẽ được setup tại nhà cũng như là giao hàng miễn phí trong vòng bán kính 30 km tính từ cơ sở gần nhất. Và chúng tôi có chế độ hỗ trợ trả góp dành cho quý vị với mức lãi suất chỉ từ 0% mà thôi. Quý vị đừng quên là cách thức mua hàng thì cũng cực kỳ đơn giản. Đầu tiên là chúng ta đến 11 showroom của Bảo Châu Lex để tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Cách thứ hai là quý vị truy cập vào website bảochoelex.com để tìm cho mình những sản phẩm mình yêu thích. Cách thứ ba là quý vị có thể gọi ngay đến hotline của Bảo Châu Lex là 1900 0255, hoặc đến hotline của Hữu Duy là 0866693631 để được tư vấn miễn phí mọi băn khoăn của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Lex. Đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh của chúng tôi quý vị nhé. Nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Lex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!